Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bình Dương mở khu công nghiệp 700 hecta tạo việc làm cho 35.000 lao động. Chốt chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền cọc không quá 5% giá bán. Sẽ giải quyết vụ đập nhà tiền tỷ 5 năm chưa được tách thửa tại Thủ Đức. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chi 4.500 tỷ đồng làm đường nối đại lộ Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết, kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Ngày 27 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định thống nhất thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1:2000 khu công nghiệp Cây Trường tại thị trấn Lai Uyên và xã Cây Trường 2, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương. Theo đồ án được thông qua, khu công nghiệp Cây Trường có diện tích lập quy hoạch rộng khoảng 700 hecta, quy mô lao động khoảng 35.000 người. Khu công nghiệp Cây Trường được xác định là khu công nghiệp tập trung, đa ngành với các loại hình công nghiệp, thu hút các dự án đầu tư có các ngành nghề theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, hiện tỉnh đang có 29 khu công nghiệp và 10 cụm khu công nghiệp hoạt động và nhiều nhà máy nằm bên ngoài với khoảng trên 1 triệu lao động. Hiện nay, tỉnh đang thực hiện chủ trương di dời các nhà máy nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam, chuyển đổi công năng di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở phía Bắc tỉnh Bình Dương. Hiện tỉnh Bình Dương mở các khu công nghiệp ở phía Bắc của tỉnh để chuẩn bị sẵn hạ tầng, thu hút doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp ở phía Nam của tỉnh di dời. Tỉnh cũng đang bàn bạc kế hoạch thu hút nhà đầu tư công nghệ cao, công nghệ chip bán dẫn, vi mạch điện tử. Sáng ngày 28 tháng 11, với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự luật. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho hay, dự thảo luật đã chỉnh lý theo hướng bảo đảm thể hiện đúng bản chất của việc đặt cọc, đồng thời hạn chế rủi ro cho bên mua, thuê mua thường là bên yếu thế. Theo đó, chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích xây dựng trong quá trình xây dựng từ khách hàng khi nhà ở, công trình xây dựng đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của luật này, ông Thanh nói. Trong đó, thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng. Luật cũng quy định, trường hợp nếu bên mua, bên thuê mua chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai cho bên mua, bên thuê mua. Quy định này nhằm đảm bảo sự ổn định của chính sách hiện hành. Khách hàng được giữ lại một phần giá trị hợp đồng trong thời gian chờ được cấp giấy chứng nhận. Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 27 tháng 11, ông Trần Đình Quân, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Đức cho hay đã yêu cầu trích lục hồ sơ tách thửa của ông TVN. Trên cơ sở đó, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Đức sẽ kiểm tra hồ sơ đánh giá điều kiện tách thửa của gia đình ông TVN. Nếu đủ điều kiện tách thửa, sẽ mời ông TVN lên để giải quyết. Trước đây, thẩm quyền tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Từ ngày 1 tháng 7, thẩm quyền giải quyết phân cho văn phòng đăng ký đất đai. Tôi sẽ kiểm tra và thông tin cho Tuổi Trẻ Online lại về kết quả xử lý trường hợp trên, ông Quân khẳng định. Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã thông tin trường hợp gia đình ông TVN, hẻm 479, quốc lộ 13, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2018 đến nay đã nhiều lần nộp hồ sơ tách thửa và nhiều lần bị trả về, chỉnh sửa, bổ sung theo hướng dẫn mà vẫn chưa xong. Đáng nói, quá trình làm thủ tục tách thửa, gia đình ông N đã phải tháo dỡ 13 phòng trọ để hiến đất làm hẻm, đập bỏ căn nhà 3 tầng, hiến gần 70m2 đất làm hẻm, đất ở hiện hữu kề bên khu đô thị Vạn Phúc, chi phí đo vẽ, đầu tư hạ tầng, tốn hơn 9 tỷ đồng mà chưa biết đến bao giờ mới được tách thửa. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường nối đại lộ Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng dài 2,5 km thuộc vành đai 2 tại kỳ họp sắp tới. Theo đó, công trình dự kiến khởi công quý 4/2025, hoàn thành cuối năm 2027. Dự án được đề xuất đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách khoảng 4.543 tỷ đồng,
Theo Sở Giao thông Vận tải, đường nối đại lộ Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng là một trong các phân đoạn còn lại thuộc tuyến vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh chưa đầu tư. Đoạn đường có chiều dài gần 2,5 km, chia làm hai giai đoạn triển khai. Giai đoạn đầu sẽ giải phóng mặt bằng toàn bộ theo quy hoạch với chiều rộng 67 m, kinh phí khoảng 1.956 tỷ đồng. Phần xây lắp, thành phố sẽ làm trước đường song hành hai bên trong giai đoạn đầu, mỗi bên 3 làn xe, đồng thời xây dựng hoàn chỉnh nút giao Phạm Văn Đồng, Linh Đông với quy mô 3 tầng. Về kinh phí thực hiện dự án, theo Sở Giao thông Vận tải, so với nghiên cứu trước đây, mức đầu tư giảm gần một nửa sau khi cập nhật lại quy mô, giải phóng mặt bằng. Trong đó, Sở Giao thông Vận tải đề xuất dùng 2.000 tỷ đồng thuộc phần vốn dư của dự án Vành đai 3 đoạn qua địa bàn để đầu tư đoạn đường trên. Theo quy hoạch, thành phố Hồ Chí Minh có 8 tuyến đường sắt đô thị và 3 tuyến xe điện mặt đất hoặc đường sắt một ray với tổng chiều dài khoảng 220 km, tổng vốn đầu tư ước hơn 25 tỷ đô la Mỹ. Dù vậy, đến nay thành phố Hồ Chí Minh mới có tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên dài 19,7 km dự kiến hoàn thành cuối năm 2023 và tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương sẽ khởi công vào năm 2024, hoàn thành năm 2032. Các tuyến khác mới chỉ dừng lại ở công tác chuẩn bị đầu tư và kêu gọi đầu tư. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thành phố Hồ Chí Minh cần làm nhanh hạ tầng đô thị và đặc biệt là đường sắt đô thị. Vừa rồi, chúng ta làm quá chậm, 15 năm chỉ làm được một tuyến và hiện nay cũng chưa đưa vào khai thác thương mại. Thành phố Hồ Chí Minh còn 7 tuyến nữa, nếu cứ tà thế này thì 100 năm nữa không xong, ông Dũng nói. Cũng theo Bộ trưởng, thành phố Hồ Chí Minh có thể đề xuất vay một khoản riêng, tách riêng ra, tự vay, tự quản và tự trả. Như vậy sẽ nhanh hơn. Quan trọng nhất là khai thác được không gian ngầm, không gian trên mặt đất theo mô hình TOD. Không gian ngầm và không gian trên mặt đất là tiền nên không sợ gì chuyện không trả nợ được. Thành phố Hồ Chí Minh có thể vay 30 tỷ đô la Mỹ cũng được, làm trong 10-15 năm để khai thác nguồn lực và giải quyết bài toán giao thông. Chưa kể, việc khai thác tốt không gian ngầm, đưa nhiều hoạt động xuống lòng đất còn giải quyết được bài toán ô nhiễm môi trường, ông nói và nhận định thêm. Thành phố Hồ Chí Minh cần chính sách mạnh hơn, táo bạo hơn và quyết liệt hơn. Chúng tôi sẽ cùng các bộ ngành phối hợp thành phố xây dựng cơ chế chính sách để triển khai sớm, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư nói thêm. Đi vào từng vấn đề cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng tình với việc xây dựng đề án tổng thể phát triển đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, huy động nguồn vốn lớn để hoàn thiện chứ không làm lặt vặt từng dự án nhỏ lẻ. Bởi theo lý giải, đề án tổng thể sẽ giúp rút ngắn quy trình, bớt lãng phí thời gian, thủ tục hành chính, Thủ tướng chia sẻ trong buổi gặp gỡ Chủ tịch Ngân hàng Thế giới mới đây. Hai bên đã thống nhất phương án này để xoay chuyển tình thế. Như 200 km đường sắt đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, nếu làm từng đoạn, từng tuyến, vừa mất thời gian thủ tục hành chính, vừa không có bài toán tổng thể xuyên suốt, Thủ tướng nhấn mạnh. Thành phố Hà Nội vừa hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025. Do không đủ tiêu chí về diện tích dân số, nên quận Hoàn Kiếm và 173 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sáp nhập. Theo quy định, một quận phải có diện tích tối thiểu 35 km², dân số 150.000. Tuy nhiên, quận Hoàn Kiếm chỉ đủ tiêu chuẩn về dân số, diện tích chỉ đạt 15%, 5,35 km². Dù vậy, thành phố Hà Nội cho rằng không nên sáp nhập quận Hoàn Kiếm vì 8 lý do. Cụ thể, Hoàn Kiếm là quận trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế và văn hóa của thành phố Hà Nội. Quận có địa giới hành chính ổn định, hình thành trước năm 1945, có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa gắn với truyền thống lịch sử hình thành của thành Đại La, Thăng Long, Đông Đô. Khu phố cổ gồm 10 phường có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời cần được bảo tồn, gìn giữ như Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Buồm, Hàng Mã, Cửa Đông, Đồng Xuân, Lý Thái Tổ, gắn với sự hình thành của khu 36 phố phường có 5 cửa ô từ đầu thế kỷ 20. Hầu hết phường thuộc quận Hoàn Kiếm đều có tín ngưỡng thờ thành hoàng làng riêng tồn tại tên gọi từ hàng trăm năm trước đến nay. Khu phố cổ Hà Nội được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Quận có hai di tích quốc gia đặc biệt là đền Bạch Mã và di tích lịch sử danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. Tên của quận Hoàn Kiếm gắn liền với truyền thuyết trả gươm sau chiến tranh giải phóng dân tộc của vua Lê Thái Tổ. Quy hoạch xung quanh hồ Hoàn Kiếm là một chỉnh thể có yếu tố đặc thù, kế thừa lịch sử văn hóa kiến trúc, được chia ra làm ba khu vực chính: khu phố cổ, khu vực hồ gươm và phụ cận, khu phố cũ, giữ hình thái ổn định từ năm 1990 đến nay. Kinh tế quận Hoàn Kiếm trong những năm gần đây liên tục tăng trưởng cao, bền vững. Cơ cấu kinh tế chủ yếu là thương mại, du lịch, dịch vụ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều vượt so với kế hoạch thành phố giao. Năm 2021-2022 đạt hơn 14.000 tỷ đồng. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV.
Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.